Okay, so hello, Nhật Anh. Hello. Okay, how are you today? I'm fine. Okay. À, hôm nay mình sẽ học sang Unit 3. Peoples of Vietnam. Okay, nào, cô cho chia sẻ màn hình nhé. Đợi cô một chút. Cô đang tải. Nhìn thấy màn hình của cô chưa? Rồi. Lại mất rồi. Nào, chúng ta đến với bài số 3, People of Vietnam. Nhật Anh dịch cho cô People of Vietnam có nghĩa là gì? Người Việt Nam. Chính xác. Ok, people ở đây không phải là người nhá. People đây là dân tộc, được chưa? People thêm S là các dân tộc, những dân tộc tại Việt Nam, được chưa? Con ghi vào đi, các dân tộc Việt Nam. Ok, nhớ như Nhật Anh nhá, people mà không đếm được, nếu mà là người nó person là người số ít này, sang people là mọi người, những người số nhiều, được chưa? Với people, khi mà people thêm S thì chứng tỏ là cái từ này nó không phải là người rồi, và cái từ này phải dịch là dân tộc nhá, được chưa? People số ít là một dân tộc, people số nhiều là những dân tộc, có đang nhớ như Nhật Anh? Bật mic cho Nhật Anh, không tắt mic lúc học nào. Nhớ chưa? Rồi. Ghi xong chưa? Rồi. Đọc cho cô nào. People of Vietnam. People of Vietnam. Ok. Nào, chúng ta sẽ có các từ sau đọc nhá. Complicated. Complicated. Đọc lại. Complicated. Complicated. Đây là tinh vi phức tạp, được chưa nào? Tiếp theo, costume. Costume. Đây là trang phục, được chưa? Tiếp theo, curious. Curious. Đây là tò mò. Tiếp theo, diverse. Diverse. Đây là đa dạng, được chưa? Tiếp theo, ethnic. Ethnic. Con nhớ này, âm TH ấy, nó đọc âm sờ trong tiếng Anh. Con đặt lưỡi ra ngoài răng cửa, sau đó bật vào. Ethnic. Ethnic. Heritage. Đọc bên Nhật Anh. Ok. Complicated là tinh vi phức tạp này. Costume là trang phục này. Curious là tò mò. Diverse là đa dạng này. Ethnic là dân tộc, thuộc về dân tộc. Heritage là di sản. Được chưa? Nào, bây giờ đọc lại lần nữa nhá. Complicated. Complicated. Costume. Custom. Curious. Curious. Diverse. 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 Ethnic. Ethnic. Heritage. Heritage. Okay. Nào, ghi từ mới vào vở cho cô. Ghi đi con. Ghi là phải nhẹ học nhá, chứ đừng ghi chất đống đấy nhá, Nhật Anh nhá. Ghi mà chất đống đấy thì á, nhiều lắm, đến lúc thi ôn không kịp đâu nhá. Ghi đi.
Ok, tiếp nha. Nào, chúng ta sẽ đến với phần grammar. Đây là phần ngữ pháp, được chưa? Phần ngữ pháp thì mình sẽ học lại, ôn tập lại một lần nữa về mạo từ. Mạo từ ở đây là gồm 3 từ, đó chính là a, an và the. Thứ nhất, đối với mạo từ a thì nó sẽ được sử dụng đứng trước một cái danh từ số ít đếm được. Nhớ nhá, danh từ số ít đếm được, được chưa? Ơ, đấy là ơ, được chưa? Và tiếp theo này, từ ân nó sẽ được sử dụng như thế nào nhỉ? Thay thế ơ trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm, được chưa? Thế Nhật Anh nhớ lại cho cô là nguyên âm trong tiếng Anh thì gồm những âm gì nào? Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đó chính là nguyên âm trong xuất hiện trong các từ quể oải của tiếng Việt. U-E-O-A-Y. Được chưa? Thì trước những cái danh từ bắt đầu bằng những cái âm, đó là nguyên âm, thì mình sẽ sử dụng từ ân thay thế cho ơ. Được chưa? Và cuối cùng là từ dơ. Được chưa? Đối với từ dơ thì nó được sử dụng được trước một danh từ mà nó đã được xác định, nghĩa là đã được nhắc tới từ trước. Được chưa? Ví dụ này, there is a festival in my village. Có nghĩa là có một cái lễ hội ở làng tôi. Được chưa? Thế bây giờ mình viết câu thứ hai. Mình viết câu thứ hai, mình nhắc lại từ festival thì nó được nhắc tới lần thứ mấy rồi con? Nhắc lại lần thứ mấy? Hai. Đúng rồi. Chính vì thế những cái danh từ nào nó được nhắc tới nhiều hơn hai lần thì mình sẽ sử dụng dưới mạo từ là dơ nhá, bởi vì nó đã được nhắc tới rồi, được chưa? Nó đã được xác định, nó đã được hiểu, được chưa? Có một cái lễ hội ở làng tôi và cái lễ hội đấy thì rất là cổ rồi, được chưa? Tiếp theo, từ dơ nó được sử dụng trước cái so sánh hơn nhất, được chưa? Trước một cái tính từ so sánh hơn nhất, ví dụ như ở đây là từ smallest thì phải đi với dơ, được chưa? So sánh hơn nhất luôn luôn dùng dơ, dơ cộng với tính từ. Nếu mà là tính từ ngắn thì sẽ là the cộng với tính từ cộng với đuôi est. Còn nếu mà tính từ là danh từ dài thì sẽ là the most cộng với tính từ. Con đã nhớ cái này chưa? Rồi. Cái này quen thuộc rồi, có cần ghi nữa không thì cô ghi cho. Không ạ. Nhớ nhá. Ơ dùng trước một danh từ bắt đầu bằng một phụ âm. Ân dùng trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm. Giờ dùng trước một cái danh từ nó đã được xác định, đã được nhắc tới. Nó chỉ có thế thôi mà. Được chưa? Tiếp nha. Nào, bây giờ con sẽ nghe đoạn văn này nhá. Sau đó cô sẽ đọc và dịch và sau đó con sẽ đọc. Unit 3. Peoples of Vietnam. Listen and read. Good morning. Good morning. Can I help you? Yes, we'd like to know something about the cultural groups of Vietnam. Right. Is it true that there are 54 ethnic groups in our country? Exactly. How interesting. I'm curious about them now. Which group is the largest? Well, the Viet or Kinh have the largest number of people, accounting for about 86% of the population. 53 others are called ethnic minority peoples. And where do they live? All over the country. Some groups like the Thai, Hmong, Yao, live mostly in the mountainous regions in the north, and the Cham, Khmer, Ere, live in the central highlands and some southern provinces. I see. And do they speak their own languages? Yes. And they have their own ways of life and customs and traditions. That's awesome. I'd like to find out more about them. Okay. I'll show you round and tell you some interesting... Okay, now bây giờ cô sẽ đọc và dịch nhá. Good morning. Good morning. Can I help you? Yes, we'd like to know something about the cultural groups of Vietnam. Right, it is true that there are 45 ethnic groups in our country. Exactly. How interesting. I'm curious about them now. Which group is the largest?
Well, the Viet of King have the largest number of people, accounting for 86% of the population. 53 others are called ethnic minority peoples. And where do they live? All over the country. Some groups like the Thai Hmong Yao live mostly in the mountainous regions in the north, and the Cham Khmer live in the central highlands and some southern province. I see. And do they speak their own language? Yeah, they have their own ways of life and custom and tradition. That is awesome. I'd like to find out more about them. Okay, I'll show you around and tell you some interesting. Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì cho bạn không? Có, tôi muốn biết một chút, đôi chút về những cái dân tộc văn hóa, những cái nhóm người dân tộc văn hóa ở Việt Nam, gọi là dân tộc văn hóa đấy. Được chưa? À, đúng rồi, có thật là có 54 dân tộc ở đất nước của bạn không? Đúng rồi. Thật là thú vị làm sao. Tôi rất là tò mò về họ. Cái dân tộc nào là dân tộc lớn nhất? Đó là dân tộc Việt hay còn gọi là Kinh. Có dân số lớn nhất, chiếm 86% dân số. Và 53 dân tộc khác được gọi là dân tộc thiểu số. Vậy họ sống ở đâu? Ở khắp trên đất nước. Một số những cái dân tộc như là dân tộc Tày, Hơ Mông hay là dân tộc Giao thì chủ yếu sống ở vùng núi ở phía Bắc. Và dân tộc Cham, Khmer, Ede thì sống ở vùng Highland. Highland ở đây là vùng núi, vùng cao ở trung tâm đất nước và một số tỉnh phía Nam. Tôi hiểu rồi, thì họ có nói ngôn ngữ của riêng họ không? Có, họ có lối sống riêng, phong tục riêng và truyền thống riêng. Thật là tuyệt vời, tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về họ. Được thôi, tôi sẽ chỉ cho bạn và nói cho bạn nhiều những cái thứ khác thú vị hơn. Được chưa? Nào bây giờ Nhật Anh đọc cho cùng. Good morning. Good morning. Can I help you? Yes, I would like to know something about the cultural group of Vietnam. Right. Is it true that they are fighting for? Sao lại 54 đúng không? Sao lại là 50 còn 50 chứ? Sao lại 54. Ethnic group in our country. Exactly. How interesting. I'm so about them now. Which group is longest? So largest. Đọc lại largest. The largest. Well, the Viet of King have largest. Không phải largest mà là largest. Largest number of people. Accounting. Counting about 86% of the population. 53 others are called ethnic minority people. Sao con cứ tắt mic thế? Con đang đọc cơ mà. Đọc tiếp đi. And we do the life. Where do both they live? They live on other side. All over the country. On over the country. Some group like the Thai. Yao live mostly in the mountain.
mountainous regions. Mountainous regions in the north, in the Transcommon, it is like live in the central highlands. And some southern provide province. Nào đọc lại nào. Southern province. Southern province. I see. And do they speak their own language? Yes. And they have their own way of life and custom and tradition. Tradition. That's awesome. I would like to find out more about them. Okay, I will show your route and tell you some interesting. You nha, không phải là your nha. Interesting, được chưa nào? Tiếp nha. Nhớ nhá, ethnic minority là people, là những cái dân tộc thiểu số. Nào, bây giờ con sẽ làm bài này cho cô nhá. Cô hướng dẫn luôn này. Đối với bài tập A, find the opposite of this word in the conversation. Thì con sẽ tìm từ trái nghĩa của các từ này xuất hiện trong cái cuộc hội thoại nhá. Chúng ta sẽ có 4 từ và con sẽ tìm cho cô 4 từ trái nghĩa của 4 từ này. Đầu tiên là từ boring có nghĩa là gì Nhật Anh? Nhàm chán nhá, thấy chưa? Nhàm chán. Số 2, smallest có nghĩa là gì? Nhỏ bé. Nhỏ nhất, ít nhất, thấy chưa? Tiếp theo, majority có nghĩa là gì nhỉ? Là chính, là chủ yếu nhá, thấy chưa? Tiếp theo, northern có nghĩa là thuộc về phía Bắc, thấy chưa? Ok, con đã hiểu bài này chưa? Nhật Anh. Ok, vậy thì con sẽ tìm cho cô 4 từ trái nghĩa xuất hiện trong cuộc hội thoại nhé. Được rồi, Nhật Anh làm đi. Làm xong bài tập số A, bài tập A cũng sẽ chữa.
Finnish. Ok, nào đọc đáp án cho cô số 1. Interesting. Chính xác. Cô số 2. Language. Câu này người ta sai, con đúng rồi. Small ít phải đối với là Latris nhá. Được chưa? Con nói là Latris đúng không? Đáp án này sai nhá. Minority sai rồi. Minority là từ đồng nghĩa với từ smallest. À, và nó là cái từ bên dưới. Số 3 là gì con? Minority. Xác. Cái này 2 với 22. Câu 2 và 3 bị nhầm đáp án cho nhau. Câu số 4 là gì con? Sorted. Chính xác. Southern. Đúng rồi. Nào, trước khi học tiếp thì Nhật Anh phát ra và lại giúp cô.